Khi chúng ta đan hai chân và hai tay vào nhau, vòng năng lượng sẽ được khép kín, tuần hoàn và ổn định. Mắt là cửa sổ của tâm trí, nên hãy nhắm mắt lại. Lâm dâm đọc kinh hay mật chú, cầu nguyện bên trong hay vọng tưởng bên ngoài đều là hoạt động của tâm trí. Vì vậy, hãy dừng lại, thư giãn. Khi toàn bộ cơ thể thư giãn, hãy ý thức đến tâm trí và trí tuệ. Tâm trí không là gì?